Thưa quý vị, Đông Hải là một trong những huyện sở hữu diện tích sản lượng tôm nuôi lớn nhất tỉnh. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, các mô hình nuôi tôm tại huyện gặp không ít khó khăn về thời tiết, nhất là mô hình nuôi thăm canh, bán thăm canh. Để khắc phục khó khăn, thích ứng với xu hướng sản xuất mới, một số nông dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điển hình là mô hình nuôi tôm siêu thăm canh với những thiết bị mới hiện đại trên diện tích sản xuất khá lớn. Do ảnh hưởng của thời tiết như nắng nóng kéo dài, sau đó mưa liên tục đã làm yếu tố môi trường biến động, ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm nuôi. Một số bệnh trên tôm xuất hiện và gây hại nặng, nhất là bệnh đốm trắng, đầu vàng, đỏ thân, hội chứng tôm nuôi chết sớm và hội chứng gan tụy cấp ở tôm nuôi đã khiến nông dân điều đứng. Không riêng gì những hộ nuôi nhỏ lẻ, kinh nghiệm và vốn ít, mà những hộ nuôi quy mô lớn có nhiều kinh nghiệm cũng gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Nhận thấy hình thức nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao đang có hiệu quả, ít chịu tác động thời tiết, môi trường, một số nông dân huyện Đông Hải đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Theo đó, tôm sẽ được nuôi từ 3 đến 4 giai đoạn. Các thiết bị cho ăn, oxy đáy, xi phong nước được tự động hóa, kịp thời cải thiện tốt môi trường nước, đảm bảo môi trường sống lý tưởng cho tôm. Tôm được cho ăn theo chế độ phù hợp để tăng kích cỡ. Trải qua nhiều vụ nuôi, nông dân nhận thấy mô hình nuôi siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao có tỷ lệ thành công rất cao. Trong quá trình nuôi á, thì càng ngày mình có rất nhiều cải tiến về mặt kỹ thuật, cũng như từ cái oxy mình cũng tăng cường nhiều hơn hồi xưa, quạt cũng vậy, và đặc biệt là cái hệ thống xung phong tự động. Mình chỉnh xung phong như vậy là nó sẽ rút được hết tất cả chất thải ra khỏi môi trường của mình, làm cho cái môi trường nó tốt, tôm nó phát triển tốt hơn, nhẹ hơn, cái công chăm sóc quản lý của mình nó nhẹ hơn. Đa số là mình làm tự động, giống như cho ăn thì cũng dùng máy tự động, rồi xung phong thay nước rồi đều tự động hết, vì vậy đó đỡ tốn nhân công hơn, rồi rút ngắn được cái thời gian công việc của mình, nhẹ nhân công, rồi môi trường rồi nó tốt để mình nuôi tôm về xây lớn tốt. Theo anh thấy thì bây giờ mấy cái thiết bị để nuôi tôm nó khá là cao. Chứ trong cái thời gian dịch bệnh thì tất cả các thiết bị đồ nó đều lên giá rất là nhiều. Nên đầu tư một khu tôm mà nó tăng chi phí khoảng 20-30% so với những năm về trước. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện qua khảo sát thực tế, hình thức nuôi siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện, tỷ lệ thành công đạt trên 90%. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, diện tích nuôi này tăng rất nhanh và hiện đã đạt gần 1.000 hectare. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao là vấn đề giải quyết nước thải và chất thải. Bởi nuôi tôm siêu thâm canh sử dụng nguồn nước và nguồn thức ăn rất lớn, nên chất thải chưa qua xử lý mà xả ra môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, thời gian qua, huyện Đông Hải rất chú trọng phát triển xây dựng khu nuôi của các hộ dân, nhất là xây dựng khu xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức tuyên truyền và xử phạt nghiêm đối với hành vi vi phạm trong việc xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Hiện nay, vấn đề này cũng đã được cải thiện đáng kể, khi huyện có khoảng 40% diện tích nuôi có bioga để xử lý chất thải. Kế hoạch của huyện hiện nay đó thì cũng đã triển khai đến các xã thị trấn là chúng tôi sẽ đi cam kết từng hộ nuôi tôm siêu canh, là đối với những hộ mà chưa gắn hệ thống bioga đó thì phải bắt cam kết và cho thời gian là 45 ngày. Sau đó là chúng tôi sẽ đi kiểm tra và nhắc nhở, nếu trường hợp cố tình không đầu tư hệ thống xử lý chất thải thì huyện sẽ chỉ đạo xã là xử phạt. Và trong quá trình xử phạt, nếu mà trường hợp hộ dân cố tình không đầu tư hệ thống xử lý chất thải bioga đó thì chúng tôi là sẽ cùng với là điện lực sẽ đến tạm ngưng cấp điện đối với những hộ cố tình vi phạm. Bởi vì đây là mô hình mà hiện nay qua đánh giá của các ngành chuyên môn, đặc biệt là trong ngành thủy sản đó, thì mô hình siêu thâm canh hiện nay là nuôi rất là hiệu quả. Và đây là một cái mô hình mà có thể là cứu cánh cho người dân bởi tỷ lệ thành công rất là cao. Chúng tôi định hướng cho người dân là phát triển trong những cái vùng quy hoạch, rồi là đầu tư kết cấu hạ tầng, thì giao thông, thì điện, đặc biệt là làm tốt công tác thủy lợi thủy nông nội đồng. Chúng tôi tập trung nạo vét đối với những tuyến kênh là phục vụ cho cái vùng chuyên nuôi tôm thâm canh bán thâm canh để đảm bảo cái vấn đề nước cho bà con. Có thể nói, nuôi siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao là một cuộc cách mạng đối với nghề nuôi tôm, vì mô hình này thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Vấn đề quản lý ao nuôi, tốc độ sinh trưởng tôm nuôi sẽ tốt hơn thông qua các thông số từ các thiết bị kỹ thuật cao, giúp người nuôi nắm chắc thành công. Tuy nhiên, người nuôi cũng phải quan tâm đến việc giải quyết môi trường
để phát triển mô hình này một cách bền vững.